Chào quý cô chú anh chị, tôi là Nhật Cần Thơ. Hôm nay em lại lên túi nha. Thì trong video ngày hôm nay sẽ có da thật nè, có dù nè, có những cái mã cặp laptop dành cho các anh nam em sale nè ha. Rồi có những cái mã gọi là đeo chéo dành cho các chị có da độc lạ, vân vân, rất là nhiều luôn. Hy vọng rằng trong video các chị mình có thể lựa chọn được những cái sản phẩm ưng ý nha. Trong video thì nếu mà mình mua một sản phẩm thì giá y tá nói chung là giống y hệt như các cái video bình thường. Ví dụ như cái chiếc túi như thế này, em sẽ dơ cái tab lên. Mình mua một cái sản phẩm như thế này thì giá em sẽ bán y tá, còn mình mua hai sản phẩm thì nói chung em kích cầu và mua hàng á, mua hai sản phẩm đồng giá 400.000 và reship nha. Nếu mình mua một sản phẩm thì mình chuyển khoản trước, bên em cũng reship luôn, cho nên quý cô chú anh chị mình cứ yên tâm, mình cứ lựa thoải mái ha. Một hai sản phẩm gì em cũng đi đơn. Sẽ gửi là quý cô chú anh chị mình được kiểm tra hàng trước khi nhận nha. Tại vì hàng này là không phải là hàng sale, gọi là sale xả kho đâu, mà là hàng mới về. Em sẽ lên sóng để mình có thể lựa chọn, và hàng mới cho nên mình chuyển khoản trước thì em đi đơn. Do gọi là kích cầu cho nên mới mua hai sản phẩm là đồng giá 400 nha quý cô chú anh chị ha. Có nghĩa là mua hai sản phẩm thì gọi là một sản phẩm mình chỉ có khoảng 200.000 và dưới nữa, tại vì mình được reship á. Còn không, mình mua một sản phẩm thì bên em vẫn đi đơn và gọi là được kiểm tra hàng trước khi nhận. Một chiếc túi vải phối với da mà màu sắc gọi là rất là đẹp luôn. Đối với túi này thì mình có thể sử dụng được hai kiểu nha quý cô chú anh chị. Kiểu thứ nhất á, là khi mà mình bung cái phần nắp ra thì nắp của mình tăng lên khoảng 32 cm, phần đáy là khoảng 25 và chiều cao lên khoảng 22. Quý cô chú anh chị mình đựng đồ và gọi là căn phòng như thế này luôn ha. Còn nếu mà mình bỏ đồ ra, mình để ít ít á, mình có thể nhấn cái nút ở đây, mình gài lại ngay chỗ này, thì cái chiếc túi mình nó sẽ trông gọn gàng hơn ha, tùy theo cái nhu cầu mình sử dụng thôi. Đây, cái chất vải độ mới khá là cao ha. Nói chung là hàng vải hay hàng da bên em đều về từ Nhật hết, mình yên tâm nha quý cô chú anh chị. Bên trong là lót vải, rồi là bé nhân viên ở độ mà gọi là căn phòng không thể nào căng hơn được nữa luôn á. Màu xanh rất là đẹp luôn, phần trên đây là da thật hết nha các chị ha. Ở phía dưới đây là da thật và có bốn chấu như thế này. Lên giúp em cái mã sản phẩm đầu tiên là 6153 320, mua hai sản phẩm 400 reset. Rồi, đó là cái hàng mới về. Em có một cái cặp nam. Cặp nam thì em sẽ vệ sinh trước khi đi giao cho khách ha. Nó sẽ có vào vóc thời gian ngang là 43 và cao lên là 32. Mình xách tay như thế này, da nguyên miếng, da tắm luôn, rất là dày luôn nha các chị các anh ha. Hiện tại em không có độ phơm gì đâu. Ở phía bên trong nó sẽ có chia thành 1, 2, 3 ngăn lớn, 2 ngăn nhỏ có khóa kéo và có dập thương hiệu ở đây. Ngăn đựng bút viết thẻ cạc và đây là da nguyên tắm như thế này. Ngăn chính mình có khóa kéo nhỏ ở bên trong này ha. Rồi còn lại hai ngăn phụ thì mình chỉ gặp lại về thôi nha các anh ha. Ở phía trên đây á, là cái quai cũng là da nguyên tắm luôn, không chỗ mắc dây đeo chéo. Chiếc này em đang bán tại shop là 400, lên giùm em mã 4269. Chiếc này là 400 nhưng mà nếu mình mua kèm một sản phẩm khác có nghĩa là hai sản phẩm chỉ có 400 thôi ha. Và reship mã 4269 giúp em. 4269. Rồi em có một cái đeo chéo dành cho các anh nam các chị ha. Chất vải khá là đẹp, nói chung là nhìn là biết hàng từ Nhật rồi ha, mang phong cách Nhật. Ngang là 32, cao lên là 22. Mình xách tay như thế này, chất vải dù rất là nhẹ nhàng ha. Dập logo và ngay chỗ hoa này nè, mới tinh luôn. Nói chung là chiếc này có khá là nhiều ngăn, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ngăn luôn ha. Và tất cả mọi ngăn đều có khóa kéo hết. Bên trong là có ngăn nhỏ nhỏ như thế này nữa nha. Hình như em về khoảng 2-3 chiếc cái kiểu vậy luôn á, nhưng mà cái màu hoa nó khác thôi. Rồi, em này á, là mình đeo nhẹ nhàng. Anh chị nào mà mình thích gọi là sự nhẹ nhàng để mình đi chợ hay đi đâu thoải mái á, mình lấy chiếc này. Em đang bán tại shop là 250, mã 6114, 6114, 250, mua hai túi. Trong video chỉ có 400 ship nha. Em có một em là lông mà quay ở phía trên giống như quay trúc vậy ha, nhưng mà thật ra nó là nhựa các chị ha. Ngang là 40 và cao lên tầm khoảng 23. Nhựa đúng rồi, đây lông nhựa ha, vuông vức như thế, mình cầm túi tốt nha, không có đi kéo hay gì đâu, nhưng mà nó có một cái nút kích 500, nhưng mà em cảm thấy là cái kiểu vậy nó sẽ nhẹ nhàng hơn, đẹp hơn, là khỏi cần phải hít lại gì cả ha. Bên trong có khóa kéo luôn, lót là lót vải sạch đẹp, dập cái thương hiệu ở đây là thương hiệu khá là xịn nè, Samatha Thavasa của Nhật ha các chị nha. Samatha Thavasa cái form của em này gọi là nữ tính nha. Thích mã này thì lên giúp em 6141, 6141 290.
6141 6141 290, mua hai sản phẩm trở đi thì hai sản phẩm chỉ có 400 free ship. Em có một cái cặp laptop da cũng rất là dày luôn, ngang 40 cao 30, sách như thế này các chị. Rồi mình sẽ có một cái ngăn ở đây, ngăn chính có khóa kéo, bên trong lót vải sạch đẹp, có ngăn nhỏ nhỏ rất là nhiều và ngăn có khóa kéo luôn. Chứ mà em đang bán tại shop là 500, nhưng mà mình mua hai sản phẩm thì chỉ có 400 thôi. Nói chung á là mình kích cầu đi ha, cho nên mình mua hai sản phẩm thì em khỏi báo giá từng cái đi. Nếu mà mình mua một cái thì em sẽ lên bill một cái thì sẽ giá là giá y tá ha, vậy cho nó dễ ha. Mã 5412, đảm bảo quý cô chú anh chị rằng là mình sẽ mua cặp thôi, không có anh chị nào mình là sẽ gọi là mua cá nhân. Tại vì mua cặp chỉ cần ví dụ như chiếc này đi 500, em mua thêm một cái chiếc túi khác nữa là kể như là mua một tặng một, và giá lại giảm xuống 100 là có 400 ngàn hai túi, có nghĩa chưa tới 200 ngàn một túi và re ship nữa. Tại vì mình không mua ha, cho nên khỏi báo giá từng cái đi. Mã 5412, 5412 giúp em vậy cho nó nhanh, tại vì hôm nay em gom trong video này khá là nhiều túi nè, túi nhiều á. Một chiếc da bò dập phân đà điểu mà màu xanh, sắp tay đeo qua như thế này, ngang là 30, cao lên là 22, khá là nhẹ nhàng đơn giản ha, và chất da đẹp nha các chị nha. Mình thắt đeo vai giúp em, bên trong lót vải một ngăn có khóa kéo nhỏ nữa nè. Rồi trong ngoài đều độ mới cao nha, cái màu xanh này nữa khá đẹp. Lên giúp em mã là 6161 6161, da bò dập phân điểu 6161. Em có một em Plus da bò cũng dập vân điểu luôn, ngang là 25, cao 20, lót đơn giản nhẹ nhàng, mình đựng giấy tờ gì đó ha các chị các anh ha. Mình bên trong lót là lót vải nè, chỉ có một ngăn như thế này thôi. Đáng lẽ là em này có chỗ móc dây đeo chéo để mình có thể đeo, nhưng mà về không có dây. Mình có dây màu đen hay gì đó, dây vải mình về mình móc giúp em ha. Hoặc là không, mình có dây xích màu trắng gì cũng ok. Lên giúp em mã là 6066 6066 6066. Ôi nó dập nè, quá trời đẹp luôn, da dập y hệt da đà điểu thật luôn á, cái màu nâu mới. Một cái cặp laptop dành cho các anh các chị, xách tay như thế này các chị. Mình đi công sở mình có thể đựng laptop, ngang là 38 và cao lên là 32, xách tay có chỗ mình móc đệm cái quay lại ha, logo chỗ này. Thật ra khi mình xài á, nó sẽ không có bị gì đâu, tại vì em đang độn á, đang độn mà mình ngồi nhét vô mà mình không có độn đều á, nhân viên không có độn đều. Ở đây hai ngăn phụ nè, ngăn chính có khóa kéo nè, bên trong dập thương hiệu ha, rồi lót là lót vải. Các chị mình muốn mà xài da mà chất chất á, lấy ngay em này nha, không có chỗ móc dây đeo chéo đâu. Mã 5398 5398, cặp laptop 5398. Em có một cái xách tay da bò dập phân đà điểu dạng đi công sở màu trắng như thế này nha các chị nha. Ngang là 30, cao lên là cũng 28, xách tay không có chỗ móc dây đeo chéo mà cái form đúng chất công sở luôn á. Mình đựng đồ nhiều, ngăn chính có nút kích 500, bên trong lót vải một ngăn khóa kéo như thế này. Mình hít lại vậy nha chị ha, đó góc cạnh đẹp chưa, dập vân đà điểu hết luôn, trắng tinh tươm, màu trắng kem nha. Mã giúp em 6059 6059 giúp em 6059. Em có một lớp màu đen, để em bắt thêm đèn, bắt thêm đèn cho mình sẽ thấy được sản phẩm đẹp hơn. Một lớp da ngang là 22, cao lên khoảng 17-18 nha. Da mà mình đựng đồ mở ra, khoan khóa vàng ươm như thế này, quá trời nhiều ngăn luôn. Nhưng chính có khóa kéo, lớp này đựng xí tờ thoải mái nha các chị. Bên trong mới tinh tươm, bên ngoài cũng mới luôn, da thật toàn bộ giúp em. Tất cả đều có khóa kéo hết nha. Mình gặp lại thì có một nút hít 500, tuy nhiên thì mình kéo lại về nè cho nó chắc nè ha. Rồi hít lại về thì nó ok hơn. Mã giúp em là 6101, nhỏ gọn, đựng giấy tờ 6101. Em có một túi dạng da phối với vải hàng của COS nha. COS là bên em bán giá mềm nhất thị trường luôn rồi đó. Với cô chú anh chị mình có theo dõi thì mình thấy ha, chiếc này hiện tại em đang không có độ form gì nhiều nè, cho nên nó chưa có đứng được. Ngang tới khoảng 38 và cao lên là 26, 27 luôn ha. Xách tay như thế này có tab,
chỗ này là da hết toàn bộ, cái phần da khá là đẹp. Cót thì da đẹp nè, khoen khóa chỗ này màu trắng tinh luôn ha. Và phần vải của em này cũng khá là mới. Mình có cái chỗ để mình cố định cái nắp, nắp chính không có khóa kéo. Tab đây, ngang chính có khóa kéo, lót bên trong lót vải sạch đẹp nha các chị nha. Đối với mẫu này thì mình có thể mở ra mình bung dạng, khi mà mình đựng đồ nhiều á, mình bung ra dạng túi du lịch luôn. Đó. À, nhưng mà thật ra cái mẫu thật sự của em này á, là mình phải hít lại như thế này để làm cho cái miệng túi nó sẽ gọn gàng hơn á các chị các anh ha. Ở phía dưới đáy nó có bốn cháu bài da toàn bộ là như thế này luôn, rất là mới luôn. Mã giúp em là 5090, trời 450 của em. 5090, 5090, một cái thương hiệu đến từ COS nha. 5090. Một chiếc da thật cũng là thương hiệu của COS luôn. Và phần này đẹp nhất là tại sao các chị không lấy ta? Em này chất da đẹp mà lại là khoen khóa vàng ươm, ngang 32, cao 22 luôn. Mình nhìn nổi khoen khóa chỗ này mình thấy là muốn mua rồi đó, muốn cầm liền luôn ha. Có tát luôn, chất da nè ha, có đầy đủ hết. Mình đeo vai giúp em, mã này đẹp lắm luôn á, chất da nè. Đây có hai ngăn, ngăn chính có khóa kéo luôn á. Đó, bên trong lót vải nè ha. Các chị mình lấy chiếc này đi, về mình đảm bảo rằng là chất da nó nhận là mình thích mặt da luôn á. Lên giúp em mã 5236, 5236 màu trắng ha. 5236. Em có một cái chiếc mà gọi là vải. Thương hiệu này là thương hiệu cũng khá là lớn đó. Để em coi đọc cái thương hiệu của nó là Rosette, đúng rồi, Rosette, chất vải hiệu nha. Rosette giúp em phối màu là màu xanh đen phối với màu tím. Chất vải nhẹ nhàng đơn giản, ngang quần 40, cao lên khoảng 26-27 nha. Khoen khóa vàng ươm hết giúp em. Chất vải mới tinh tươm, phần da này cũng ok nha. Bên trong lót vải như thế này, mỗi một cái phần dây kéo là một ngăn hết nha các chị nha. Ồ, cái kiểu của nó đơn giản nhẹ nhàng dễ lắm luôn á. Đây là Rosette, nó dập ở trong cái phần tab nè. Rosette, Rosette của Tokyo. Đó, thấy xịn chưa, trên cái miếng da, nguyên miếng da như thế này luôn. Hai ngăn phụ, ngăn chính có khóa kéo. Lót vào bên trong lót vải ha, màu tím đẹp nè, tím hồng á, gọi là tím hồng. Hai bên có hai ngăn hoặc là không thì mình hít lại về giúp em luôn nè. Để chiếc túi nó gọn gàng nhẹ nhàng hơn ha. Rosette lên mã là 6125. Chiếc túi quá xịn của em Nhật, 6125. Em có một em đựng laptop vải dù, đựng laptop mà form nó to như thế này. Các chị mình đựng túi du lịch hay gì đó đơn giản nhẹ nhàng ha. Các anh mình đi công tác mình xài em này cũng ok nè. Ngang là 42 và cao lên là 35. Mình xách tay gọn gàng, có dây đeo chéo là dây vải luôn. Bên trong là có khóa kéo nha. Bên trong lót vải chia ngăn nhỏ nhỏ khá là nhiều nè. Đựng laptop được, đi công tác được, đơn giản nhẹ nhàng vải dù ha các chị nha. Đó. Lên giúp em mã em này là 4429, 4429 mình mua hai túi 400 receipt 4429. Em có một cái cặp da thời trang để mình đựng giấy tờ gì nè. Cách màu đẹp, da mới, chỉ có một cái là nó không phải là da thật thôi. Ngang là 36, cao lên là 28 giúp em. Dập thương hiệu ở đây, khoen khóa vàng ươm như thế này luôn ha. Có lẽ nó có chìa, nhưng mà về em không có chìa. Bên ngoài có một ngăn đựng giấy tờ giúp em thôi. Bên trong nè, có khóa kéo nữa ha. Có ngăn đựng bút viết, thẻ cạc luôn các chị. Lên giúp em mã 5530, 5530 nha. Đó, 5530 vuông vức như thế này, 5530. Một cái... cặp laptop dành cho các chị cũng như là mình đi công sở được nè ha. Một cái cặp mở da da rất là dày luôn ha, da thật toàn bộ hết, da lì giùm em nha. Ngang là 35, cao là 30. Sách như thế này, khoen khóa vàng ươm nè, không chỗ mắc dây đeo chéo các chị. Mình đi dặn mà để laptop đi công sở thôi. Đẩy ra, bên trong sẽ là lót vải như thế này. Cái mặt da là sẽ có va vấp nha các chị ha, có va vấp. Tuy nhiên thì nói chung là em vẫn đảm bảo độ mới 80% không lỗi. Mã 5402, 5402 da thật toàn bộ. 5402, 5402. Em có một bao tử dành cho các chị các anh, bao tử vải. Hình như hôm nay em có hai cái bao tử vải, một cái màu đen, một cái màu xanh đó. Bao tử vải giúp em nha. Em bao tử này ngang là 28 và cao lên là 20.
chất vải đơn giản nhẹ nhàng, mình có thể đeo ngang bụng cũng được nè, đeo đứng lên cũng được nè ha, tùy ý các chị các anh ha. Mình mở ra đó, dây đeo thì tất nhiên là các chất vải có thể tăng đưa độ dài được rồi. À, bên trong đây giặt thương hiệu ha, thấy là form dáng của Nhật. À, mình có thể xách về luôn nha, một ngăn, hai ngăn, ngăn chính, ba ngăn ở phía sau luôn. Ngăn chính là lót, vải nè, có ngăn nhỏ ở bên trong nữa ha, đựng giấy tờ thoải mái. À, anh chị nào mà mình đi du lịch đó, mình thích gọi là sự nhẹ nhàng mà gọi là nhẹ tên luôn á, mình lấy em này ha, bao tử độ mới cao nha, lên giúp em mã là 6118, 6118, mua hai chiếc túi trong video 400.000 vi ship 6118. Em có một cái chiếc túi, cái chất của nó giống giống như da lộn vậy đó. À, ngang là 30, cao 25, xách tay đơn giản nhẹ nhàng như thế này thôi, ngăn chính có khóa kéo ha. Rồi bên trong lót, bên trong lót da luôn các chị. Quà tiết thì nói chung là độ mới cao, quà tiết hình thỏ, mã giúp em 5629, 5629, 5629 giúp em nha, 5629. Em có một cái cặp laptop da phối với chất vải dù. Em này thì ngang tầm khoảng 40, cao lên là 30, hai ngang hai bên, lót là lót vải luôn, lót vải ha. Ngăn chính mình có thể kéo bung ra như thế này. Đựng laptop hoặc là mình đựng hồ sơ đi du lịch gì đó ha. Rồi, bên trong lót vải của hãng luôn nha các chị nha. Cái đường viền là da, còn lại là chất vải ha, khá là nhẹ nhàng. Em hiện tại không có độn phơn, không để đồ gì cả đâu, mã 3557, 3557 phơn dung nhất, 3557, 3557. Em có một cái cúp Nhật, cúp Nhật mà gọi là nặng kịch luôn, đẹp từ trong ra ngoài, từ da cho tới phần kim loại, ngang là 30, cao 20. À, thật ra cúp này không phải sale đâu, không phải là gì đâu ha, mình cứ mua được cái giá trên tab, tab của em này tới 450 nè, mình cứ mua thì em sẽ bán giá tab, nhưng mà do nằm trong video này để mình có thể có nhiều sự lựa chọn á, trong video mình mua hai sản phẩm 400 đi ship ha, phần này thì mình soi gương được luôn á, mở ra vậy. À, hiện tại em không có độ form gì cả đâu, cúp là cúp Nhật rất mới luôn, lên giúp em mã là 4964, 4964 cúp Nhật mà lại đang nữa, 4964. Em có một cái chiếc túi vải màu hồng, nó form dáng rất đẹp luôn, độ mới quá cao, ngang phần miệng đó là ngang phần đáy là 30, ngang phần miệng là 40 và chiều cao lên là 26, mẫu y hệt như chiếc thuyền mặt trước mặt sau, mới tinh hết giúp em ha, có quả tiếp, ngăn chính có khóa kéo. Em này đựng đồ sướng lắm tại vì nó rất là nhẹ. À, bên trong có ngăn nhỏ nữa ha, lót là lót vải luôn, để tên luôn á đó. Lên giúp em mã là 6116, 6116 màu hồng mới, 6116, 6116 nha. Mình mua hai sản phẩm trong video giá chỉ có 400 ngàn mà reship nữa các chị ha. Em có một cái chiếc đeo chéo da phối với da lì phối với da bò dập phân xấu nè, ngang là 26 và cao lên là 20, chất da đó nhẹ nha, bên ngoài có một ngăn và một ngăn chính. Ngăn chính này phần khoan khóa có giặt thương hiệu hết nha. Bên trong lót vải có thêm ngăn nữa là các chị, lót vải của hãng luôn. Và vải lót này phun sơn nhưng mà mình vẫn xài vô tư, hiện tại nó không có vấn đề gì hết. À, dây là dây da mảnh như thế này. Lên giúp em mã là 5898, 5898. Các chị mà mình cần một cái chiếc đeo chéo nhẹ nhàng thì lấy ngay em này, 5898. Là tiếp tục một em đeo chéo da thật nhưng mà nó là da kỳ nhông luôn ha, ngang là 30, cao 20, bên ngoài thì nói chung ok, độ mới vẫn đảm bảo 75%, 80%, nhưng mà bên trong nè, lót lót nguyên miếng nhưng mà nó không được mới lắm nha, cho nên đối với cái mã da kỳ nhông đáng lẽ là không có với mức giá nằm trong video này đâu. Da kỳ nhông thật luôn, lên giúp em mã 6100, da kỳ nhông thật giúp em nha, 6100. À, đang sẵn là cái form nhỏ nhỏ thì mình lấy ngay cái em đi tiệc này đi. À, da thời trang dập với da bò dập vân cá sấu, dập vân trăng ha, ngang 30, cao 20. Khoan khóa vàng ươm, clutch giùm em ha, cầm đi tiệc như thế này. Mở ra, bên trong ngăn chính có khóa kéo. Lót là lót da luôn, lót da luôn giúp em ha. Rồi, clutch như thế này thôi các chị ha. Mã là 5637, 5637. Em có một chiếc da bò dập phân điểu nè,
form dáng công sở nhỏ nhỏ xinh xinh mà giặt y hệt như da đà điểu luôn. Trời ơi nó đẹp. Ủa giặt vân, ủa da đà điểu thiệt các chị ơi. Ủa sao da đà điểu anh? Thôi em bán giặt vân thôi, tại da đà điểu thật không thể nào có giá này được đâu. Nhưng mà nó giống y hệt da đà điểu thật luôn, ngang 28 cao 20. Nếu mà mình mua phải da đà điểu thật á thì quá ngợi. Trời ơi nhìn cái da nó nè. Nó có thôi bán giặt vân thôi nha. Trời ơi, tại vì nó không có chứng nhận hay gì. Bên trong nó sẽ lót là lót da luôn nè, lót da. Rồi vậy là da đà điểu thật, bên trong có chứng nhận CRA. Da đà điểu thật. Nhưng mà lại bên trong là cái lót nó hơi dơ. Cho nên bán với giá này thôi. Trời ơi, da đà điểu thật bây giờ mình mua có 200 ngàn thôi. Mã giúp em là 6092. Da đà điểu thật nha các chị, 6092. Nhìn thấy là nó có cái số da luôn. 6092. Em có 2 clip Valentino. 2 clip Valentino ha. Một cái màu đen, một cái màu nâu. Ngang của mã này là khoảng 26 và cao lên là 20. Em này cũng gần gần giống như vậy ha, da toàn bộ. Cái này là da nè, chất này là cái chất thành quát nha, chữ V. Bên ngoài có ngăn, bên trong lót là lót da luôn. Dập bộ nhận dạng thương hiệu Valentino ha. Lên giúp em mã là 5742, 5742, đó là chiếc màu nâu. Chiếc này thì da phối với chất vải cũng là dập V của hai mặt luôn, Valentino. Valentino thương hiệu của Ý nha các chị ha. Mình chỉ cần mở ra như thế này thôi, bên trong lót là lót da của hãng luôn. Em này thì mã giúp em là lớp đen đi. Lớp đen đi ha. Tại không có mã. Hôm nay em cũng nằm trong video một cặp 400 lớp đen. Em có một cái chiếc tay chế dành cho các chị các anh nè. Màu là màu sáng ha. Thương hiệu nó dập ở đây và có nguyên cái tab của hãng luôn. Thương hiệu khá là lớn. Cái gì đó đọc cũng được. Ngang là 32 và cao lên là 25-26. Mình xách tay, mình đeo chéo như thế này dây có thể tăng đưa. Và hiệu nó sẽ dập trên toàn bộ cái phần dây đeo luôn. Nam nữ sử dụng được, phần dây này bản to nha các chị các anh ha. Logo nè, logo nè, bộ nhận dạng thương hiệu nè, táp nè, nhiều lắm. Chất vải ra mà nó làm quà tiết giống như là hưu sao vậy đó. Khá là nhiều ngăn, 1 ngăn, 2 ngăn, 3 ngăn, 4 ngăn. Những cái ngăn nó có nút kích 500 hoặc là có khóa kéo hết nha các chị ha. Các anh mình xài chiếc này cũng nhẹ nhàng nè. Đó. Rồi. Đây dập hiệu hết giúp em luôn. Khá là to, mình đựng được khá là nhiều đồ. Đeo chéo như thế này. Wow, đẹp quá. Em lên mã là 6152. 6152 mình nên lấy nha. Xịn. 6152. 6152 giúp em. Một cái cặp laptop dành cho các chị các anh nè ha. Da thật toàn bộ hết giùm em luôn. Nhưng mà này chắc các chị mình sử dụng thôi, đi công sở thôi các anh thì hơi nhỏ. Ngang là 38, cao lên là khoảng gần 30. Xách tay như thế này. Mẫu dành cho các chị nè. Đây người ta mặc trước nè. Hàng thương hiệu Rinoma của Paris. Trời, Rinoma. Em lỡ bỏ vô trong đây rồi. Da vân xước. Rinoma, có tab Rinoma luôn mà các chị. Rinoma thương hiệu của Paris. Em hay gọi là hay bốc nhầm hiệu vào trong cái video như thế này. Rinoma của Paris, tại vì em lựa nhanh quá, em lựa hiệu vô luôn. Em Rinoma khá là nổi tiếng ha, các chị mình có săn hàng hiệu thì mình có biết cái thương hiệu này rồi ha. Lên giúp em mã là 5366, 5366 Rinoma. Cái cặp đó mình nên lấy đi, em lỡ bỏ vô trong cái video này thôi. Rồi, em có một cái clip bằng da, người ta hay gọi là da B. Da B là nó mỏng hơn da bò một tí xíu. Ngang là 25, cao 20. Nó mềm như da em bé vậy đó các chị ha. 1, 2, 3, 4, 4 ngăn. Mỗi một ngăn đều có khóa kéo hết. Và bên trong lót là lót vải. Mình thích cái túi mà club mà đựng được nhiều đồ thì mình lấy ngay em club này đi ha. Lên giúp em mã là 6098. 6098. 6098 giúp em. Một cái mã cặp. Bên ngoài thì gọi là tổng tài quá đẹp luôn. Da bò dập vân cá sấu, ngang là 35, cao là 25. Nhưng mà thật ra là bên trong lót bị lỗi nha. Đó, lót bị lỗi mới có giá này. Chứ mình nhìn cái mặt da, mình nhìn cái giàn khoen mà. Đây,
lót là lót phun sơn, nhưng mà bên trong nó có cái lớp vải, mình cạo lớp phun sơn mình về mình xài bình thường, hoặc là không, hiện tại chiếc túi đang xài bình thường nha. Chiếc túi này hiện tại không dính không gì đâu, mình xài bình thường thôi, nhưng mà một khoảng thời gian thì nó chỉ bong tróc cái lớp bông sơn. Thì mà lớp phun sơn á thì mình sẽ xài cái lớp vải lót ở phía dưới cái lớp phun sơn các chị. Lên giúp em ở 5619, em cũng bán trong video là hai chiếc 400 receipt, một chiếc du lịch da toàn bộ hết giúp em luôn ha, nam nữ sử dụng được. Cái màu nó hơi ánh tím chút xíu chứ không phải là như thế là màu đen không đâu, em thấy hơi ánh tím tím ha. Với kích thước này sẽ là túi du lịch ngang là 40 và cao lên là 30. Mình sẽ làm hiện tại đang là đeo vai xách tay nè, mình muốn đeo chéo thì mình tăng đưa cái độ dài em này được nha. Thương hiệu dập ở đây, ngăn chính của mình có cái khóa kéo, da là rất là dày dặn luôn, bên trong chia ngăn nữa ha, rồi khá là nhiều ngăn luôn, lót là lót vải. Em này mình làm túi du lịch da nha các chị ha. Đó. Khoen khóa đúng chất đồng cổ. Lên giúp em mã 5404, 5404 đang bán tại shop là 400. 5404, 5404 giúp em. Một em gọi là cườm nhỏ xíu đi, hai em nhỏ nhỏ này đi ha. Em cườm này trước đi, cườm này thì vừa điện thoại đây. Ngang của em cườm là 22, cao lên là 14, 22 lượng vừa điện thoại nha các chị. Mình có một cái dây để mình xách như thế này thôi, đeo vai kẹp nách được nha. Cườm vải của Nhật, khoan khóa ở trên đây người ta làm giống như thịt như chiếc lá vậy đó. Đó. Mở ra. Bên trong là em không có độn gì cả đâu, lót là lót vải giúp em ha. Nó bị cấn cái sợi dây này. Rồi, lên giúp em mã là 6127, 6127. Cái này gọi là không phải cườm nữa, nãy giờ cứ cườm hoài, cái gọi là sao ta, cớp cớp nhỏ. Em có một em màu xanh, em này thì bút két ha, bút két vải nha, ngang 24, cao 14, 15, đơn giản nhẹ nhàng về nha các chị ha, mà rất là mới luôn nha. Nó màu xanh, chị nào mà thích màu xanh thì mình lấy em nè. Bên trong mở ra dạng túi top vậy ha, và lót là lót vải còn táp luôn, chưa có sử dụng nha, chưa có sử dụng hết, và có những cái ngăn khoen khóa vàng ươm như thế này. Khi mình xài mình rút vô giày giúp em, đó. Nó có cái chỗ rút nè, đẹp chưa, giống như cái túi đựng tiền, mang túi ba gang mang đi mà đựng ha. Lên giúp em mã 6134 mang túi túi ba gang. Rồi em có một cái mã giờ tới da hay là vải đây ta, thôi lên da đọc lại cho các chị nha, và một túi hiệu cót luôn, da đọc lại da trăng luôn nè. Rồi hôm nay quá ngợi ha, ngang là 22, cao lên là 26, 27, đeo chéo da trăng giúp em. Da trăng mà màu này thì quá đẹp à, màu này người ta gọi là màu màu hồng ruốc hả, hay là màu đỏ rượu vang ta. Bên trong lót là lót da hàng thương hiệu, trời. Rồi chiếc này là lại bắt lầm nữa rồi nè. Da trăng bên ngoài có ngăn nha, da trăng đeo chéo nha. Lên giúp em mã là 5227, 5227 da trăng, 5227. Em có một em có chị Hồng Nhung lấy hai chiếc này cho chị, hôm nay mình có khá là nhiều hàng nè, ngăn 32, cao 22 đó. Vải vải da ha, đây da nè, và mình nhìn cái này trời ơi nó đẹp đó, đầm đút hết giúp em luôn nha. Hiện tại em không độn phơm gì đâu, ở phía dưới đây là nó to như thế này, ngoài đây có ngăn ngăn chính nè, bên trong lót là lót vải sạch đẹp hết và dập cốt ha, có ngăn khóa kéo, ngăn chính có khóa kéo luôn, rất là đẹp luôn ha. Mình lên giúp em mã là 6044, 6044 thương hiệu cốt, 6044. Lại một em cốt nữa đi, sẵn hiệu luôn, cốt da phối với monogram của cốt hiện tại là gỡ phơm ra hết rồi. Ngang khi không độn phơm là 42 và cao lên là 25. Chỗ này là da nha các chị ha, da vải nè. Rồi phần khoen khóa của em có thì mình thấy là ha, khá là xịn sọt. Ngang hai ngăn nút khít 500, hai ngăn có khóa kéo. Cái phần ở trên đây chỉ có một chỗ duy nhất là trên đường viền nó có hơi màu đậm hơn tí xíu thôi, còn lại cái em có này đẹp ha, nó nhiều ngăn mà lại là cái mẫu đi công sở nữa nè, còn tát có luôn. Lên giúp em mã là 6043, em đang bán 380 nè, 6043.
0643 giúp em. Mẫu em đi công sở xách tay như thế này, mẫu form dạng đứng nha các chị ha, ngang là 26 và cao lên là gần 30, xách tay da bò, da bò dập vân điểu. Rồi ở bên đây thương hiệu nó dập nè, chưa có mở siêu lên nha các chị ha, form cứng form như thế này. 1 ngăn, 2 ngăn, 3 ngăn, 4 ngăn. Trong đó thì có 2 ngăn khóa kéo, 2 ngăn nút kích 500, lót và lót vải giúp em nha. Da bò dập vân điểu, siêu chưa mở ra, có nghĩa là mới ha. Đối với em mã 6090. 6090. Có một em Clutch, thương hiệu của Anh, London nè ha. Chất hình wash và nó rất là mới luôn. Ngang là 30, cao 20. Bông toàn bộ hết luôn nha, rất là mới. Đó. Bên ngoài có ngăn. Bên trong lót là lót như thế này, hàng dập thương hiệu của London. Em hay thấy cái mã này mà gọi là hoa hoa lá nhiều á. Đó. Đó mình lót mình cầm như thế này thôi, đựng đồ hay gì đó ha các chị ha. Lên giúp em mã 6117. Hoa đẹp quá. 6117, 6117. Em có hai chiếc túi da. Một em da lì, một em da người ta gọi là da nu bút, cái chất giống như cái chất nhung vậy đó các chị. Da nu bút. Em này trước đi. Ngang tầm khoảng gần 30, cao lên là 25. Xách tay đi công sở, da lì và chỗ này trần trám ha. Bên ngoài có ngăn nữa nè. Đây mình mở ra bằng cách là mở gì? Khoen khóa màu trắng sáng bóng hết giúp em. Bên trong được tặng một cái ví nhỏ. Chia hai ngăn, lót và lót da luôn. Mẫu form đúng chất công sở nha, mình xách tay như thế này. Lên giúp em mã là 5213. 5213. 5213 mình đi công sở. Một chiếc da nu bút nắp biệt thư. Độ mới khá là cao, khoen khóa như dạng 18 luôn, ngang 24, cao 20. Chất nó giống như chất nhung nhung, thật ra da nu bút em này độ mới da cao ha. Dây nè, khoen khóa nè. Mở ra thì bên trong nó sẽ là lót da. Một ngăn khóa kéo luôn. Em này độ mới từ trong ra ngoài, từ form dán cho tới khoen khóa nha các chị ha. Mình lấy đi. Lên giúp em mã là 4161, em bán 500 nè. Hôm nay đưa vào video sale hai chiếc 400 luôn á. Tại vì chiếc túi nó quá trời đẹp mà không hiểu sao tới giờ nó vẫn còn ở đây. Em có một bức kết vải. Luôn luôn là vải từ Nhật về nha các chị ha. Ngang miệng ngang đáy là 30, cao lên là 32. Bút kết này bút kết vải nha. Ở trên đây là mình có thể làm bút kết ba lô nè, đang mình đeo ba lô được nha. Mua về cho các bé mình đi học hay gì đó ok, rất là nhẹ luôn. Bên trong lót vải. Đó, đeo ba lô hoặc là mình cứ xách thoải mái ha. Còn tab của Paris như thế này luôn. Lên giúp em mã là 6136, 6136, độ mới cao. 6136. Rất là nhẹ luôn, 6136. Em có một cặp laptop da da vân xước chống trì trượt ha, form dáng là vuông vức như thế này, ngang 36, cao 32. Sách ở trên đây nó hơi cái viền viền, nó hơi bị tua tua ra ha, còn lại tất cả ok. Ở đây nó sẽ có hai miếng kim loại, bên trong lót và lót nhung luôn. Thương hiệu dập là Made in Italy nha các chị nha. Mình đi công sở giúp em hai ngăn nút kích 500, một ngăn có khóa kéo góc cạnh nè. Đó, form dáng ha. Chiếc này em đang bán là 400 đó, hôm nay sale trong video hai chiếc chỉ có 400, mã 4284. 4284. Chiếc này da đẹp, 4284. Rồi em có một cái chiếc chất vải vải mà gọi hơi ánh nhũ á. Đeo vai xách tay cho các chị, ngang là 35 và cao lên 30. Ở trên đây nó có phối da miếng nha. Đây, da miếng như thế này. Còn cái chất vải nó làm cái họa tiết bông hoa gì nè các chị ha. Rất là nhẹ. Đó, chia hai ngang hai bên. Ngăn chính thì có nút kích 500. Bên trong lót vải như thế này, một ngăn có khóa kéo. Trời ơi, cái mẫu này mình xách vô là nó sang nha, y hệt như cái em hơi mệt vậy đó. Mã là 6149. 6149 giúp em. 6149. Em có một em cốt da. Phối với vải ở phía dưới, độ mới cao ha, và form dáng túi du lịch mini nửa ngày là ngang 35, cao 32. Da mọc rất đẹp luôn, mình nhìn khoen khóa nè. Trời ơi, đó em thích nhất là phần khoen khóa của em cốt nha. Cốt nha. Chỉ có một cái ở phía sau nè, nó hơi đậm màu tí xíu chỗ này thôi, nhưng mà giá trị của em này lại xuống. Hơi rách rách ở đây nha.
cái phần dây kéo mình vẫn xài vô tư, nó chỉ có lát đường viền vậy thôi nha các chị nha. Bên trong lớp vải sạch đẹp. Rồi, chiếc này em sale giá cực sốc luôn. 5211 cũng nằm trong video là hai túi 400. Em có một cái hôm nay toàn bộ những cái chiếc túi nào em có thể lên được video thì em lên cho các chị á. Thật ra những cái chiếc túi này có nhiều cái là nó còn rất là đẹp nha, không phải là củ xì hay gì đâu. Ngang là 38, cao là 25. Đó, em này mình có thể bung ra làm túi to hơn. Đó. Khi mình bung ra thì em sẽ có cái kiểu như thế này. Bung ra thì thành ba màu nha các chị nha. Da thật toàn bộ hết. À không, da này là da thời trang thôi. À, khoen khoái và ươm, không phải da thật đâu. Bên trong lót và lót vải nè, đẹp mới. Nói chung độ mới cao, nhưng mà da là da thời trang ha. Lên giúp em mã là 6088, 6088. Độ mới rất là cao luôn. Một em Clutch Nina Rixi. Trời ơi, da toàn bộ hết giúp em, 28, 22. Da hết giúp em luôn nha, độ mới. Bên trong lót và lót. Ngang này lót phun sơn, nhưng mà lót phun sơn vẫn xài được, ok. Bên trong đây lót vuông sơn còn rất mới. Lên giúp em mã em này là 5030 Nina Lucy. 5030 giúp em. Một em da toàn bộ hết giúp em luôn ha. À, khoen khoáng vàng ươm. Hiện tại không động phơm gì cả đâu. Em này thì ngang tầm khoảng 38, cao lên là 30. Sách như thế này, ngang chính nó khích 500, bên trong lớp vải sạch đẹp hết giùm em ha. Mã này là da toàn bộ đẹp nha, cái màu cũng sang luôn. Lên mã 5359 nha các chị, 5359. Em có một cái chiếc hồi nãy ở đầu video mình có nè, cũng hoa lá y hệt như vậy, thương hiệu luôn, nhưng mà mẫu này thì lá nhiều hơn hoa. Ngang là 32, cao 28. Các chị các anh mình đều sử dụng được. Dây là dây bản to ha, đó, dây bản to khá là nhiều ngăn, dập hết thương hiệu ở đây. Và ngăn chính mình có những cái ngăn có cái kéo chia ra. Ủa, bên trong được tặng cái này nữa nè, không biết chiếc hồi nãy có được tặng không nữa, em không có mở ra. Tại nếu chiếc hồi nãy mà có tặng thì mình được lợi nha, tại hồi nãy không có mở bên trong ra không thấy. Em này được tặng mà ha, đẹp quá, có thể tăng đôi độ dài được. Các chị các anh mình đều sử dụng. Mã giúp em là 6126, 6126 rất mới. 6126 cái hoa lá rất mới luôn. 6126 em có hai mã cốt, một cốt sách tay, một cốt đeo chéo. Ngang là 30, cao cũng gần 30. Chiếc cốt này mới đẹp, nhưng mà cái phần quai thì em này không được đẹp nha. Phần quai nè, đó, nó hơi răng răng tí xíu nha, còn lại ở phía dưới đẹp. Ngang chính có phát kéo. Bên trong mới, lót sạch sẽ, lót vải. Em có báo nha, trên phần quai thì chỉ có phần quai là răng răng như thế này thôi, còn táp đều đầy đủ hết. Mã em này là 5190, 5190. 5190 giúp em. Một em đeo chéo cốt nè. Ngang tập khoảng 28 nha các chị ha. Dây đeo chéo dây da rất đẹp luôn. Chỉ có ở trên đây nó hơi xước xước cái phần vải nha. Bên trong thì đẹp. Đó, bên trong lót đẹp dập cốt nè. Mẫu như cái xô vậy đó. Lên giúp em 5187, 5187 thương hiệu có 5187. Em có một chiếc túi vải như thế này, hôm trước có chị đã chọn rồi, đã bỏ bọc rồi, nhưng mà chị đổi sang túi khác, cho nên hôm nay em lên lại ha. Vải Nhật, ngang là 40 và cao lên là 26. Sách như thế này, khoen khoái vàng ươm, bên trong lớp vải đẹp nè ha. Rồi, chia thành nhiều ngăn, nó sẽ là dạng đi công sở phù hợp cho các chị đó. Mã 6094 em bán cũng nằm trong video là hai chiếc 400 ship. Hai chiếc mình đi công sở, một chiếc màu cũng là bên đây là da bò dập vân điểu, bên đây cũng da bò dập vân điểu ha. Chiếc này da là điểu thật à, da là điểu thật. Còn đây mới là dập phân, ngang 30, cao gần 30, sách tay như thế này, màu đẹp, bên trong lót vải nha các chị ha. À, lên giúp em mã là 4085, 4085.
Đây là dập vân đà điểu. Còn cái chiếc màu xanh này đà điểu thật các chị. Đà điểu thật nhưng mà độ mới không cao tầm khoảng 70%, ngang là khoảng 28 và cao lên tầm khoảng 25. Hai ngăn phụ, ngăn chính có khóa kéo. Da đà điểu phối da bò, bên trong lót vải nha, màu xanh. Độ mới tầm khoảng 75-80% thôi, tại vì cái màu này mình cảm thấy giá là nó không được mới lắm á. Với nó có hơi ba vết mực ở đây nè. Rồi, lên giúp em mã là 5625, da đà điểu thật nha. Mình nhìn cái vân đà điểu nè. 5625, da đà điểu thật. Da đà điểu rất là bền các chị. Em có hai chiếc da. Một em đi công sở, có dây đeo chéo luôn, ngang 30, cao lên là 26. Đeo chéo như thế này. Rồi. Mình sẽ có quay sách ha. Bên trong chia thành hai băng ngăn luôn, có khóa kéo hết giúp em luôn. Cái mẫu phơm nhìn chất da. Trời ơi, da nó dày dặn ở phía dưới, đựng khá là nhiều đồ nha các chị. Lên giúp em mã là 7618. 7618, 7618. Trong xong video này chắc là em sẽ lên video giống như hôm nay, em sẽ về có ví mới nè, có phụ kiện nè, giày mắt kiến, rồi em sẽ có giày nam cho các chị các anh ha. Cho nên đó, em chỉ gom cái video này là có bao nhiêu hàng có thể bán với giá là 400.000 hai chiếc thì em đã lên hết trong video này. Bữa sau thì em sẽ lên có những cái mã độc lạ, rồi mã túi mới về, rồi mã giày nam mới về, phụ kiện mới về ha. Ngang 30 và cao lên tầm khoảng 26-27. Thương hiệu Rakata chất da rất là mới. Mình xách như thế này, đúng cô gái Nhật. Rồi ngang chính nút khít 500, bên trong lót vải sạch đẹp. Chất da mới nha các chị nha. Lên giúp em mã là 5232. 5232. Em có hai chiếc túi, cái quả tiết gần gần giống nhau, một em màu tím, một em túi này thì cờ lết chứ. Cờ lết cũng quả tiết cũng hoa vậy đó, bông hoa. Chiếc to trước đi ha. Bằng vải, ngang là 36-37 và cao lên là 23. Màu tím như thế này, chất của Nhật luôn. Quả tiết dập nổi nha các chị ha. Quả tiết bông hoa gì đó. Ngang chính có khóa kéo. Bên trong lót vải là hàng Patrick Cot nè. Thương hiệu này cũng khá đắt á. Patrick Cot lót vải sạch đẹp, một ngang có khóa kéo. Patrick Cot thì thấy có ví nè, có túi nè. Lên giúp em mã là 5751. 5751, em này màu tím đẹp. 5751. Em có một em gọi là cờ lết to như thế này ha. Bên ngoài có ngăn khoen khóa nè. Chất vải nè. Quá mới. Thương hiệu đến từ Paris nha các chị ha. Bên trong còn thẻ cứng luôn. Có ngăn khóa kéo nhỏ, đựng điện thoại, tiền, bạc, ví rồi, thẻ rồi, vô tư ha. Đựng vừa tất cả các dòng điện thoại, ngang tầm khoảng 20-23 đó. Rồi, lên giúp em mã là 6121. 6121 làm cloth đựng đủ thứ ở trong đó. 6121. Em có một mã da màu màu hai em đều đi công sở hết ha. Em này trước đi, cứng phơm. Chất da lộn phối với da bò thật, ngang là 33, cao lên là 30. Xách tay như thế này, khoen khóa màu trắng tinh cơm nha các chị nha. Nút khít 500, bên trong lót lót nhung, chia thành hai băng ngăn như thế này ha. Rồi, cứng phơm, ở phía dưới đáy là da bò dập vân hết luôn. Mã giúp em là 5478. 5478, cả hai mặt đều là da lộn hết. 5478, phơm dung dứt luôn. Một chiếc đi công sở, da thật toàn bộ ha, độ mới cao, ngang 32, cao gần 30. Xách tay, có dây đeo chéo luôn các chị. Hai túi nè ha. Ngang chính có khóa kéo, bên trong lót vải. Dập thương hiệu bên trong nha các chị nha. Chiếc này mình đi công sở đủ công năng luôn. Em bán hai chiếc 400, reship lên giúp em mã là 4997, đang bán 450. 4997 giúp em. 4997. Em có hai chiếc vải dù nhỏ nhỏ gọn gọn cho các chị các anh ha. Một em màu màu này màu lính trước đi, ngang là gần 30, cao 22. Màu lính là chất vải ha, trên đây là da rắn thật luôn. Rồi,
bên trong chỗ những cái chỗ màu nâu này là mình sẽ thấy đây da rắn thật. Đeo chéo bản to, các anh mình có thể sử dụng được, có thể tăng đưa độ dài được nè ha. Mình mở ra thì mở cái nắp ra như thế này, bên trong chia thành 1 ngăn, 2 ngăn, 3 ngăn, 4 ngăn. Thương hiệu của Nhật nha các chị ha. Bên trong lớp vải sạch đẹp, ngăn có khóa kéo đầy đủ hết giúp em luôn. Nói chung là cái màu nâu thì mình sẽ thấy những cái chỗ màu nâu sẽ là da rắn thật nha. Đó. Còn lại là chất vải của Nhật. Mã là 6060, 6060 màu lính, 6060 giúp em. Một em đeo chéo nam nữ sử dụng được nha. Cũng là màu hơi màu xám lính vậy đó. Trời ơi mình nhìn cái logo em này đẹp quá. Ôi đeo chéo nha, nhỏ gọn, ngang 28, cao 25. Nó mình thấy rất là nhẹ nhàng luôn. Da mộc nè, khoen khoáng phủ một lớp chống oxy hóa rồi nè. Tất cả bộ nhà dàn thương hiệu có trên mấy cái khoen khóa hết nha. Hai túi hai bên, ở phía sau có ngăn nhỏ, ngăn chính có khóa kéo. Cái dàn khóa kéo này làm màu đẹp không? Đó. Bên trong là lót vải quá đẹp, có ngăn khóa kéo nhỏ nữa nha. Vải lót là lá xịn sò rồi, nguyên một bức tranh ở bên trong. Quá trời cô gái, các anh mình sử dụng chiếc này đi. Bên trong quá nhiều cô gái nè. Quá nhiều cô gái trong cái phần vải lót. Lên với em mã là 6122. 6122. Kêu vậy cái các chị mình nói không cho mua. Em có một em sao giống giống với em nãy nhưng mà cái kiểu nó khác nha. Đó. Dây bản to có thể tăng đưa độ dài được. Mẫu này thì các anh mình vẫn sử dụng ok nha. Mình nhìn cái dàn khoan khoái nè. Rồi đều có y hệt như chiếc hồi nãy luôn. Cái logo bộ nhận dạng thương hiệu có ở khắp nơi luôn ha. Trời ơi sao giống như là nó thành một combo vậy ta. Em này ngang như nó thương hiệu là cái gì Clabo cái gì Lê Bóc Sát gì đó. Ngang 25, cao 28. Cũng là da kéo nhiều màu sắc như vậy ha. Bên trong cũng y hệt luôn, quá trời cái phần lót y hệt chiếc nãy. Mình mua combo được á, mua combo hai chiếc túi này đi. Hai chiếc túi chỉ có 400 thôi. Mã giúp em là 6119, 6119 nguyên combo đẹp á, giống y hệt nhau luôn á. Màu cũng giống luôn các chị. Em có một em này. Em này thật ra không phải là club đâu. Mình có thể cầm dạng túi đi du lịch bỏ gấp gọn á, ngang 20 cao 10 á. Nhưng mà thật ra là nó là thương hiệu nữa ha. Giống như của Filler vậy đó. Chiếc này là mình bung ra thành chiếc túi đựng đồ nha. Mình để gấp gọn đi du lịch hay gì đó cái gì. Đây, khi mình bung ra thì em này nó sẽ to ra là, để em giao kích thước, to ra là 45, cao 35. Xách như thế này đó. Chất này là giống như chất da mềm hay sao. Rồi, mình muốn gấp gọn lại thì gấp gọn lại như thế này. Các chị mà mình đi hay đi du lịch đó, mình để cái túi này vô trong cái ba lô du lịch của mình hay là cái túi du lịch của mình, cái túi đựng thường ngày của mình á, rồi sau đó hễ mà có đồ nhiều hay gì mình bung ra ha, xài xong gấp gọn lại y hệt như vậy ha, quá gọn nhẹ. Lên giúp em mã là 6115. 6115 em cũng bán trong cái video ngày hôm nay là 2 chiếc 400. Em có một cái chiếc da rắn thật, da rắn thật màu xanh như thế này ha các chị nha. Miệng bút kép ngang tầm khoảng 28, cao lên cũng khoảng 25-28 nha. Da thật có thể tự động tăng đưa. Da rắn thật, miệng là bút kép ha. Bên trong là lót da như thế này nha. Bên trong lót da, hiện tại là không độn phơm gì đâu. Da rắn thật màu xanh. Lên giúp em mã là 5752. 5752 giúp em. 5752. Rồi, một em đây, mini nhỏ gọn. Ngang 20, cao 16-17 ha. À, khoen khóa vàng ươm, chất trần chám như thế này. Mở ra bên trong dây là da phối với kim loại màu vàng, có thể đeo vai, đeo chéo tùy chỉnh ha. Bên trong dập cái thương hiệu lớn này các chị, lót và lót vải. Rồi, một mã nhỏ gọn đeo chéo đeo vai đi công sở được, mã 5070 giúp em. 5070.
Em có một em lông phối với da nha, nó ngang tầm khoảng 32 đó, cao lên khoảng 27-28. Mặt này là da mộc, mặt này là lông, bên trong lót và lót vải sạch đẹp, có ngăn có khóa kéo nhỏ nữa nha, có thương hiệu luôn đó chị. Rồi lên giúp em mã là 4948, 4948 lông nha, 4948. Em còn vài chiếc nữa, cố gắng cho hết video hết túi luôn đó chị. Chiếc này hàng thương hiệu mình thấy là mình biết là của Roberta Italy nha, chất vải bố nè, chất vải dù, vải dù phối với vải bố. Ngang của em này là 43 và cao lên là 27-28 ha, của Roberta Camarino, thương hiệu của Ý. Mình thấy nè, màu xanh phối với màu đỏ ha, tất cả đều có cái logo chữ R của Roberta hết với em luôn. Nè, Roberta Italy, bên trong lót vải có ngăn khóa kéo nhỏ nữa. Em Italy này lên giúp em mã là 6120, 6120, 6120 Roberta Italy nha. Một em chất dù trần chám như thế này, ngang tầm khoảng 27-28 giúp em, cao lên là 20. Chất dù trần chám nha các chị nha. Ngang chính có nút kích 500, bên trong lót vải ha. Đơn giản nhẹ nhàng như thế này thôi, mình xách đúng chất là đơn giản nhẹ nhàng luôn á. Mã là 6129, 6129. Em có hai chiếc bằng da, da thật màu đen đi công sở, ngang là 32, cao 25. Xách tay như thế này các chị. Bên ngoài có ngăn, có chỗ móc chìa khóa ha. Ngăn chính có khóa kéo. Bên trong lót là lót vải chia thành nhiều ngăn, dập thương hiệu Made in Japan. Da cực kỳ chất ha, giống như cái họa tiết da lạ vậy đó. Mã 5627, 5627. Em có một em da thời trang, nhưng mà ở trên đây mẫu là mẫu phơm hến ha, ngang tầm khoảng 32, lót bên trong là lót da luôn. Da thời trang nha các chị ha, nhưng mà cái phơm khá là đẹp. Mã giúp em là 4926, 4926. Cố gắng cho mình hết video luôn mà ha. Em có hai em dài dài như thế này, da thật ngang là gần 40, cao 23. Xách tay, da này là da thật dập vân, còn trên đây là da lì hát khoan khóa nè. Nó mở ra như thế này, bên trong lót là lót vải phối với lót da, dập cái thương hiệu trên cái tab luôn các chị ơi. Ở cái phần khoen này nó đẹp quá. Đi công sở giúp em nha. Mã là 6087, 6087. Một em Nina Rixi, Nina Rixi mà da phối với cái chất giống như cái chất nhung vậy đó, màu sáng ghi, độ mới cao, ngang 30, cao 20. Trên đây là da thật toàn bộ hết nha, phía ngoài có ngăn. Nó sẽ có hai ngăn chính, một nút kích 500, một khóa kéo. Bên trong dập thương hiệu Nina Rixi, lót cũng là lót của hãng Nina Rixi, thương hiệu nổi tiếng của Pháp đó các chị. Cái mẫu này mình thấy mình đi công sở đẹp ha. Lên giúp em mã là 6146, 6146. Em có hai chiếc vải, còn tát hết đó chị. Em này có dập chữ C trên cái phần quả tiết monogram giống như code, nhưng mà thật ra chỉ là vải Nhật thôi, không phải code. Ngang 38, cao 30. Xách như thế này, nó còn tát luôn, tát của Nhật ha các chị ha. Rồi đây ở phía dưới nó như thế này, rất là nhẹ nhàng đơn giản. Ngăn chính của mình có khóa kéo đó, mới dữ lắm luôn ha, hàng của Nhật mới, còn tát mà. Đây còn tát luôn. Lên giúp em mã em này là 6124, 6124, 6124 nha, 6124. Rồi một em vuông quốc như thế này còn tát luôn, ngang là 34, cao 30 đó. Ở phía sau có ngăn, ngăn chính có khóa kéo, bên trong lót vải có ngăn nhỏ nữa, chất vải ha, ngoài đây có ngăn còn tát luôn các chị. Lên giúp em mã là 6145, đang bán 320. 6145, 6145. Em có hai chiếc, chiếc này trước đi, da dập vân không, chiếc này là da da rắn thật luôn, nhưng mà nó phủ một ngoài một lớp gọi là phủ bóng,
cho nên mình cảm giác mình rờ không có thấy cái sớ da rắn, nhưng mà nó là da rắn ngang 26 cao 28. Đây là da rắn nha các chị, da rắn thật á, mà phủ ở ngoài thêm một cái lớp bóng á, chia thành hai ngăn, bốn ba ngăn luôn, bên trong lót vải sạch đẹp hết. Chứ bên khác cái mẫu mình xách tay đeo vai như thế này, đeo vai được nha các chị nha. Mã là 6024, 6024 màu đen, đi băng đêm chiếu chiếu luôn. Em có một em nhỏ nhỏ đeo chéo như thế này, vải dù phối với chất da phủ bóng, ngang em này là 27 và cao 20 đó. Dây nè ha, dây đeo chéo cả hai mặt giống nhau. À, thương hiệu chữ R là Roberta rồi, đúng rồi, Roberta Italy, đeo chéo Roberta. Bây giờ người ta hay làm dặn vải vậy ha. Lên giúp em mã là 6068, 6068, 6068. Một em da da thời trang nha các chị ha, mình đi công sở giúp em túi tờ tem như thế này, ngang tầm khoảng 35, bên trong lót là lót vải nè ha. Mình sử dụng một nút kít 500 lại như thế này đó. Da thời trang, lên giúp em mã là 5641, 5641. Em có một em cũng là da luôn, ngang là 26 cao 20, có hai chỗ móc dây đeo chéo, em về không có dây đeo chéo cho nên em bán giá ngợi luôn ha. Bên trong lót da, da lạ ha. Mã giúp em là 5516, 5516. Một em bao tử, hồi nãy mình có bao tử màu đen thì bây giờ em có bao tử màu xanh. Bao tử này mình có thể xài đứng, xài ngang tùy ý nha. Hàng của The North Face gì nè. Ngang em này là 24 và cao lên là 12. Màu xanh phối với denim. Một ngăn, hai ngăn, ngăn này có khóa kéo. Bên trong lót vải nha, có ngăn nhỏ 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 nữa. Mình thích mà gọi là bao tử vải thì mình lấy ngay em này. À, mở ra ở đây ha. Mã là 6137, 6137 giúp em. Em có hai mã da. Em còn khoảng 4 5 chiếc túi nữa em hết video. Một chiếc thương y hệt như Hermès vậy đó. Da nguyên tấm như thế này luôn, bên trong là không lót không gì luôn các chị. Đó. Cái này thì ngang phần đáy là 30. Miệng cao lên tầm khoảng 27, 27, 28 nha. Da nguyên miếng như thế này. Chị nào mà thích xài da miếng á, lên em này mã là 6103, y hệt hơi mệt luôn, 6103. Một chiếc da màu xanh, xanh này gọi là xanh da trời, thương hiệu dập ở đây. Hiện tại em không độn phơm. Ngang là 34, cao 20. Trong video này em bé hai chiếc túi chỉ có 400 receipt nha. Khoen khóa nè, khoen khóa nè. Mã giúp em là 5527, còn tát luôn các chị. 5527, 5527. Tại vì hàng nam em về chưa kịp để em lên cho quý cô chú anh chị á, dài nam á, dài gọi là dài về tây nam em về em chưa làm giá kịp, cho nên em tiếp tục lên video túi này cho các chị nữa ha. Một vài bữa em lên em làm xong giá tát của dài nam thì em sẽ lên cho các anh mình. Ngang là 30, cao lên 25, xách tay như thế này. Đó, bên trong lót vải túi tà te nha các chị ha. Mã giúp em là 6135, 6135. Mình cứ lựa thoải mái trong video, chỉ có 400.000 receipt thôi. Một chiếc vải ngang tầm khoảng 25 tà te như thế này, ta không cần độ phơm gì đâu. Bên trong vải của Nhật nè ha, nó có quả tiết. Mã giúp em là 6128, 6128. Một chiếc đeo chéo ngang tầm khoảng 25, đựng vừa điện thoại, có dây đeo chéo, không thích thì mình mở ra ha. Rồi, bên trong lót và lót vải chia thành hai ba ngăn luôn, đi công sở đeo chéo gì đó. Lên giúp em mã em này màu đen nha, 5333, 5333, 5333. Em còn vài chiếc nữa. Một em da bò dập vân điểu, mẫu phơm hến công sở, ngang tầm khoảng 30 ha. Đây có bên trong lót da, có hai ngăn có khóa kéo nhỏ nữa. Mã này màu vàng, lên giúp em là 6051, 6051. Một chiếc vải của Nhật còn tát luôn, còn tát nha các chị ha. Em này nhỏ gọn thôi,
ngang tầm khoảng 28, cao lên là 20 đi. À, còn táp luôn, còn cái siêu luôn ha. Vải màu xanh lính như thế này, chia 1 2 3 4, 4 ngăn, ngăn chính có khóa kéo. Bên trong lót vải sạch đẹp nè. À, thay vì em này em bán 250 rồi, thì giờ mình lựa hai chiếc chỉ có 400 thôi, receipt mã 6123. 6123. Một em cớp ngang tầm khoảng 25, đính đá ở trên đây, cao lên tầm khoảng 15 nha. Bên trong lót vải sạch đẹp. Cớp mình xách tay hoặc là đeo cặp nách như thế này. Cớp Nhật mã giúp em là 5084. Cớp Nhật 5084. Một chiếc đeo chéo màu xám, ngang tầm khoảng 22, đựng vừa cất giả cái dòng điện thoại nha. Bên trong lót vải sạch đẹp màu xanh pha ha. Đó, chất da thật toàn bộ. Em đang bán 320 nè. Mã 5595. Đeo chéo, da dây đeo chéo là mảnh nè. 5595. Một em bất kết da toàn bộ hết giúp em luôn, không vừa điện thoại nha. Mình mua về cho bé xài hay gì đó, bất kết. Dạng giống như thịt như cái túi tiền của mình vậy đó. Mã là 5626. Rồi chiếc cuối cùng trong video là một chiếc da miếng đính hạt như thế này. Đó. Da miếng này thì chắc chắn là vừa điện thoại rồi. Ngang là 23 và cao lên là 14-15. Da nguyên miếng như thế này các chị ha. Đây, đính hạt nè ha. Mở ra thì bên trong mình sẽ có ngăn có khóa kéo, ngăn bờ hai ngăn không có khóa kéo luôn ha, lót và lót vải dập thương hiệu chỗ này. Rồi, khi mà mình sử dụng thì mình để cái phần này qua bên đây ha, nhìn rất là gọn gàng mà gọi là xinh. Mã 6061. Rồi mã 6061 này cũng đã kết thúc video. À, em còn một chiếc. Chiếc bị lỗi lót nha. Chiếc lỗi lót này quý cô chú anh chị mình mua với mức giá là 50.000 giúp em. Chiếc cuối cùng trong video, ở trên là quai trúc ha, ở dưới là da bò dập con điểu. Phơm bên trong cái lót của nó giống như là lót phun sơn nhưng mà hiện tại vẫn xài ok nha. Mã này 50.000. 3480. Cảm ơn quý cô chú anh chị mình đã theo dõi. Trong video thì mình mua hai sản phẩm chỉ có 400.000 receipt nha. Còn không, nếu muốn mua một sản phẩm thì cứ báo em báo giá. Rồi cảm ơn mọi người ạ.